Nhà tôi Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay cha sẽ làm món cá mông lao kho lạc. Ở đây mình sẽ sử dụng là mỡ cá này, mình thắng mình sử dụng mỡ cá làm dầu luôn. Mình bỏ hành, tỏi vào để mình phi lên nha, cho nó thơm thì càng thơm. Rồi tắt bếp, coi cha làm gì tiếp nha. Cá mông lao. Wow, ba cước cá rất là ngon luôn. Đây, bây giờ cha mình sẽ bỏ nước màu vào. Đây là nước màu mẹ mình thắng rất là đẹp luôn. Có một miếng mỡ cá mà nó ra quá trời cha. Đó, bây giờ mình bỏ con cá bông lau vào nha. Các bạn nhớ là mình cắt khúc cá bông lau vừa thôi, cắt dày quá nó sẽ không được ngon đó. Mình kho thì nó sẽ không thấm đâu. Tiếp sau đó là mình sẽ bỏ nước mắm, một tí xíu bột ngọt, bỏ thêm đường vô nữa nha, ít đường thôi. Cha mình bỏ có một muỗng đường. Bây giờ mình sẽ đảo đều cá lên, thêm có vậy thôi cha. Có bỏ nước vô nữa không nha? Đây mình sẽ ướp 30 phút đi rồi mình kho, nó sẽ ngon hơn. Các bạn ơi, khi mà mình kho cá, các bạn nhớ là mình kho cái lửa đừng vừa hay đừng có to quá nha. Cái này mình chưa có giảm lửa được. Vừa hay để con cá mình nó chín, rất thơm lắm. Đây, thơm ơi là thơm ngon lắm luôn nè. Cha mình kho rất là ngon luôn. Cái màu lên cực kỳ đẹp luôn. Mình sẽ đảo cá lại, mình sợ nó nát. Các bạn đảo nhẹ nhàng thôi nha. Rồi mẹ. Wow, các bạn thấy ngon chưa nè. Ui, cái nồi cá kho cực kỳ ngon luôn. Các bạn nhớ lưu ý khi mình kho, mình cắt một hai quả ớt mình bỏ vào nha, cho cái nồi cá của mình nó sẽ the, ăn rất là ngon, cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây, sau khi mình cá nó xong rồi, mình sẽ bỏ hành lá vào và tắt bếp nha. Cá kho của mình đã hoàn thiện. Chúc các bạn thành công với món cá bông lau kho lạc cực dễ làm này nhé. Chúc các bạn ăn thật ngon miệng.